Xin chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ thiết kế mạch giao tiếp vi điều khiển với module ba hai led đơn. Đầu tiên chúng ta có con vi điều khiển PC 18 F4550. Con PC 18 F4550 sẽ được kết nối với hai con 74HC573. Đây là con đầu tiên. Chúng ta kết nối chân từ chân RD2 đến RD7 của con IC74, con PIC18F4550 với chân từ D2 đến D7 của IC74HC573 đầu tiên. Còn chân RD0 sẽ kết nối với chân LE. Đây là con IC74HC573 thứ hai. Sẽ được kết nối các chân RD2 đến RD7 theo thứ tự từ các chân từ D5 đến D0, và chân RD1 sẽ được kết nối với chân LE. Hai chân OE của hai IC sẽ được kết nối với đất để cho hai IC này hoạt động. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại mạch của thiết kế của bốn kết nối của bốn con IC74HC595. Bốn con IC này sẽ được kết nối với nhau qua một con qua SDO của con PC18F4550 sẽ kết nối với chân DS của con IC74HC595 đầu tiên, và chân Q7 phải sẽ kết nối với của con IC74HC595 đầu tiên sẽ kết nối với chân DS của con IC74HC595 thứ hai, và lần lượt như vậy cho tới con IC74595 cuối cùng. Chân SHCP của bốn con IC74HC595 sẽ được kết nối với chân SCK. SCK chính là chân RE0 của con PC18F4550. Chân STCP sẽ được kết nối với RCK là chính là chân Q2 của con IC74HC573 thứ hai. Các chân MR của bốn con IC74HC595 sẽ được kết nối với nguồn VCC. Còn chân OE sẽ được kết nối với G, với chân G. Chân G chính là Q3 của IC74HC573 thứ hai. Đây. Tiếp theo sẽ là kết nối giữa bốn IC74HC 595 với lại 32 led đơn. Đây chúng ta thấy kết nối từ Q0 đến Q7 sẽ kết nối với lần lượt 8 led đơn, và như vậy chúng ta sẽ có 32 led đơn. Đây chính là mạch hoàn chỉnh của module 32 led đơn giao tiếp với lại PC18F4550. Sau đây em có một chương trình để chạy mạch cho cái để chạy cho cái mạch vừa làm ra. Chúng ta sẽ cùng đi đến cái chương trình em viết đã viết sẵn. Đây là chương trình 32 led sáng tắt dần từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh là include để khai báo thư viện cho cái chương trình. Sau đó chúng ta sẽ khai báo các biến biến y nhỏ, y ngắn và biến y dài. Sau đó vào chương trình chính thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là set up các port của IC chốt, khởi tạo y bằng y dài bằng không. While đến vòng lặp while, vòng lặp vô tận thì chúng ta sẽ có một dòng vòng lặp for, hai vòng lặp for. Vòng lặp for đầu tiên thì sẽ bằng for đầu tiên thì khởi tạo y bằng không y, và sau đó y sẽ chạy đến nhỏ hơn 32 và tăng y. Chúng ta sẽ xuất 32 led đơn ra
trạng thái. Vòng mọc for thứ hai thì cũng khởi tạo y bằng không và cho y chạy đến 32 tăng y và sẽ xuất 32 led đơn ra một lần nữa là trạng thái 32 led đơn tắt. Chúng ta sẽ cùng đưa chương trình này vào trong mạch để chạy xem kết quả có như mong muốn hay không. Đây chúng ta đã đưa vào trong con PC này. À, chạy thử. Đây đây là kết quả. Nó sẽ sáng dần. Sau đó nó sẽ tắt dần. Và video của em đến đây cũng xin chúc cảm ơn thầy và các bạn đã xem.